và mới xem nhìn nó rất là thú vị đúng không? Nhưng mà rất là dễ dàng để mà làm trong AI, để mình hướng dẫn cho các bạn làm nhé. Đầu tiên á, chúng ta sẽ phân tích thử video này gồm những thành phần nào nè. Video này á, bạn thấy nè, là chiếc xe tải chạy từ bên trái, bên phải sang bên trái, rồi sau đó nó chạy khuất sau các đám cây nè và cả tòa nhà đó, sau đó nó chạy vào đây. Thì cái đoạn video sau á, nó cũng tương tự như vậy thôi, tức là chỉ có một mô típ nó làm như vậy. Đây, nó sẽ chạy như thế này đó. Thì nguyên tắc mà chúng ta làm á, là sẽ là cho cái chiếc xe này nó nằm ở giữa cái background mà của cái đường đi, và phía nằm phía sau cái tòa nhà, nằm phía sau cái cây, và nằm ở ở ngay cái đường đi như thế này. Đấy. Thì đó là nguyên tắc, chỉ là sự xuất hiện trước và sau của các layer thôi thì nó sẽ làm được. Đầu tiên á, các bước làm thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái hình ảnh gồm cả cái khung hình này luôn, tức là gồm cả chiếc xe tải, cả tòa nhà và cả cái cây luôn. Thứ hai á, thì chúng ta sẽ tách các thành phần đó ra và bắt đầu sắp xếp chúng theo thứ tự từ trên xuống dưới để mà có thể cho chiếc xe tải này di chuyển được. Sau khi mà chúng ta sắp xếp thành phần á, thì để mà chiếc xe tải di chuyển được, chúng ta sẽ sử dụng tính năng keyframe trong CapCut, thì có thể di chuyển từ A tới B cho cái chiếc xe tải này. Thì đó là cái workflow chúng ta có thể làm rất là đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ làm thử ha. Đầu tiên mình sẽ vào Midjourney nè để tạo hình ảnh. Thì bạn có thể dùng Midjourney cũng được, hoặc là dùng DALL-E, hoặc là bất kỳ một cái AI nào mà có thể tạo hình ảnh cũng được. Thì mình chạy một Bloom để mà tạo cái hình siêu nhỏ kiểu này, thì cấu trúc Bloom của nó sẽ như thế này. Isometric Pixel Arc ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ thêm các thành phần vào. Ví dụ như đây mình muốn để là một cái delivery van in the on the street ha. Chỉnh vào độ phân tỷ lệ hình ảnh 16:9, mình muốn làm hình ảnh 16:9 đi. Ở đây mình tạo hình ảnh trên Midjourney trực tiếp trên trang web luôn, ở bản Midjourney Alpha chứ không cần phải tạo trong Discord. Thế thì bạn cũng có thể đăng nhập vào midjourney.com thì bạn để mà sử dụng ha. Rồi enter để tạo hình. Hình ảnh này chưa được như mình muốn nên bây giờ mình tạo lại một hình ảnh khác ha. Tại vì mình muốn chiếc xe tải nó chạy ở trên đường chứ nó không phải là nằm ở trên cái lề đường như thế này. Để mình tạo thành một hình ảnh khác và nó có cây nữa. Rồi ok, hình ảnh này mình thấy rất là tốt nè. Mình sẽ sử dụng hình ảnh này, download hình ảnh về ha. Sau đó mình muốn tạo thêm chiếc xe tải này, không phải là chiếc xe tải nữa mà mình sẽ tạo thành một chiếc xe máy đi chẳng hạn. Đó, thì mình cứ tạo thành cái Bloom này thôi. Ví dụ như là mình sẽ sửa lại cái câu lệnh đây là delivery motorbike đi, wrap motorbike on the street ha. Rồi bạn, nếu mà bạn muốn các hình ảnh mà sau á nó theo cái style của hình ảnh trước á, thì mình sẽ sử dụng hình ảnh này mình upload lên để mà dùng cái tính năng style reference trong Midjourney thôi. Ở đây bạn nhấp vào nút cộng này nè. Đó, sau đó chọn cái hình ảnh ha và đưa cái hình ảnh này lên. Đây. Thì ở đây nó sẽ có ba icon. Icon đầu tiên là character reference, là để mình cố định lại nhân vật hoặc là vật ở trong hình ảnh. Ở đây thì mình không sử dụng tính năng này, mình chỉ sử dụng tính năng style reference thôi, là cái icon ở giữa đó để mà nó cố định lại cái style của hình ảnh. Sau khi xong hết thì mình enter thôi. Đó. Rồi mình sẽ tạo thêm một cái hình ảnh nữa, ví dụ như là a highway trendy, mình in the street railway. Yeah. Cũng sử dụng cái tính năng hình ảnh này để mà tạo style reference. Mong muốn nè, nên mình sẽ tạo lại. Đây chiếc xe này thì ok rồi nè. Ok, chiếc xe như thế này thì rất là đẹp ha.
Rồi ok ha, mình sẽ chọn hình này, tải hình này về. Rồi bây giờ chúng ta đã có 3 hình ảnh như thế này. Đây, 3 hình ảnh như thế này ha, 1 hình, 2 hình và 3 hình. Đầu tiên chúng ta sẽ xóa cái thành phần của chiếc xe này ra trước nè. Xóa chiếc xe này khỏi tấm hình này trước. Đó. Trong cái tấm hình thứ hai thì mình cũng sẽ làm tương tự, mình sẽ xóa cái chiếc xe máy, và tấm hình thứ ba thì mình sẽ xóa chiếc xe tàu hỏa này ra ha. Thì mà muốn xóa nhân vật này, bạn có thể dùng một cái tính năng rất là hay ở trong Runway. Chỉ cần vào Runway, đăng nhập vào tài khoản ha, và chúng ta sẽ sử dụng, kéo xuống đây chúng ta sẽ thấy có một cái tính năng gọi là Erase and Replace nè. Nhấp vào đây và sẽ đưa cái hình ảnh của mình vào. Ví dụ như là bây giờ mình đưa hình xe tải của mình vào nè, upload nó lên. Rồi ok ha. Sau khi upload lên á, thì ở đây chúng ta sẽ chọn công cụ chỗ này để mà tô hình, tô cái chiếc xe này nha. Bắt đầu tô nó đi. Đó. Tô cả cái bóng luôn nha các bạn. Sau khi tô xong thì chỉ cần điền là mình tô cả cái cây luôn đã. Rồi. Thì chúng ta điền room ở đây là giống như là street chẳng hạn. Tức là xóa các phần này và nó chỉ để lại cái phần đường thôi. Generate nó. Nếu mà nó chưa được thì chúng ta phải làm lại thôi. Đó. Làm 1-2 bước. Nó mới có thể thành... Đây, ok, tấm này cũng tạm tạm ha. Mình chọn tấm này trước, sau đó mình lại tiếp tục xóa cái nhân vật này. Đó. Mình xóa cái sợi dây điện luôn đi. Nó vẫn còn là một chiếc xe. Đấy, mình lấy hình này đi, tiếp tục xóa nó. Tại vì không thể nào mà nó xóa một lần mà nó tạo ra cho bạn cái tấm hình ưng ý được liền. Chúng ta phải làm 1-2 lần. Rồi, ok, như thế này là ok rồi nè. Rồi, mình lấy tấm hình này ha. Download tấm hình này về. Đấy. Thì mình sẽ có một cái tấm hình như thế này. Nó cũng là cái tấm hình đầu tiên là có cái hình của chiếc xe tải á, nhưng mà bây giờ nó không còn hình chiếc xe tải nữa và không còn hình cái cây nữa, mà nó là một cái background thôi. Đó. Sau đó chúng ta sẽ làm cái bước tiếp theo là tách cái chiếc xe tải này và tách cái cây này ra. Thì để tách cái này á, thì nếu như các bạn biết Photoshop hoặc là các phần mềm chỉnh sửa ảnh khác á, thì làm rất là nhanh. Nhưng mà đây mình sẽ chỉ cho các bạn là không cần cái phần mềm đó luôn. Các bạn có thể làm online và làm rất là nhanh chóng. Cho những bạn mà không cần biết Photoshop luôn thì vẫn có thể làm được nè. Thì vào cái trang web này, trang web mình để dưới cái link ở dưới đường mô tả ha. Dùng cái tính năng Brush Tool của nó để mà chúng ta có thể lấy thành phần ra. Đầu tiên là mình upload hình ảnh mình lên nè. Đây, mình sẽ chọn hình ảnh này. Đây là hình ảnh ha. Rồi, nếu như bạn muốn lấy cái thành phần nào á, thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào là Tool, chọn Select Tool ha, và chọn là Polygon Lasso nè. Đó. Sau đó mình chọn thành phần của cái chiếc xe này thì chỉ cần nhấp vào đây thôi, nhấp vào. Đó, mình sẽ kéo cái thành phần để mình lấy cái thành phần này. Bước này thì các bạn làm từ từ, chậm chậm, kỹ kỹ á, thì nó sẽ ra được cái hình ảnh nó đẹp đẹp tí. Nhớ là chọn luôn cả phần bóng nha các bạn, để cho cái bóng của chiếc xe nó chạy theo chiếc xe luôn. Đây. Cứ click chọn như thế này thôi, đến các thành phần nào thì các bạn click chọn phần đó. Bước này thì làm từ từ ha, để nó ra được kết quả. Ok. Rồi xong. Đó, xong rồi mình chọn xong rồi thì bây giờ chọn là Select nè. Đó, rồi chọn Invert. Đó làm gì? Edit và Cut. Đó, thì nó sẽ chọn cho bạn là cái nhân vật mà mình chọn thôi. Còn các thành phần khác thì nó bỏ hết. À, rất là đẹp rồi đúng không? Bây giờ làm sao nữa? Chúng ta sẽ lưu cái tấm hình này về theo cái định dạng là BNG. Để BNG là khi mà bạn lưu về thì nó chỉ có cái hình ảnh thôi, nó không có cái nền. Đó, chúng ta lưu về thôi, download này. Chọn ở đây là gì? BNG ha. Rồi, chất lượng thì mình chọn đó, 100% đi, download về. Đó, ok.
Đó, vậy là mình có một cái hình là chiếc xe tải không, không có background gì hết. Rồi chúng ta tiếp tục lại làm tiếp tục với lại cái hình của cái cây thôi. Thì để làm hình cái cây thì mình lại làm vào lại cái trang này nè. Đây, tải lại, chọn lại cái tệp là cái hình hồi nãy. À, rồi đó, rồi cũng chọn tool, selection tool, polygon, ratio ha. Đó, sau đó chọn cái cây này thì nó hơi phức tạp hơn tí, tại vì cái cây nó có nhiều cái lá nên nó hơi cong á, thì cũng chịu khó chọn, nó hơi phức tạp tí ha, nhưng mà cũng ở mức cơ bản là được chứ không cần phải mà quá chính xác đâu. Ok ha, sau khi chọn xong thì mình làm cái gì qua này? Chọn select, invert nè, đúng không? Sau đó edit và cut thì nó ra hình cái cây thôi. Lưu hình này. Đây, chọn png ha, palette này. Ok, bây giờ vậy là mình đủ cái thành phần rồi. Cái tấm hình này của mình á, mình đã tách ra một cái background sạch nè, không có gì hết, một chiếc xe tải và một hình cái cây. Rồi bây giờ muốn bắt đầu tạo chuyển động thì rất đơn giản, các bạn vào trong CapCut, mở CapCut PC lên ha. Mình đưa các layer của các hình ảnh nó vào. Đầu tiên á là mình đưa cái hình nền vào trước nè. Đây, đây là nền. Nền đã tách ha, trống lỏng luôn, không có gì hết ha. Rồi đưa hình của chiếc xe vào. Đây. Và đưa hình của cái cây vào. Đây. Bây giờ chúng ta sắp xếp các layer sao cho nó phù hợp thôi. Chiếc xe sẽ nó nằm ở trên cái nền và nó ở dưới cái cây. Đấy, chiếc xe nằm trên nền ở dưới cây thì sẽ cả tạo cảm giác là chiếc xe chạy vào đây và nó chui xuống cái cây. Thì muốn mà tạo một chiếc xe mà cho nó chạy được á thì chúng ta sẽ dùng cái tính năng là keyframe ở trong CapCut. Ở đây thì bạn chọn là đầu tiên là mình sẽ kéo cái chiếc xe này. Đây, mình sẽ kéo chiếc xe nó về đây chẳng hạn đi. Đó. Mình sẽ để nó ở đây chẳng hạn đi ha. Rồi, mình đặt một cái keyframe ở đây, ngay cái chỗ mà position ha, đặt một keyframe nhấp vào đây thôi. Chỗ này là gọi là keyframe nè. Đó. Rồi mình kéo đến cái vị trí nào mà mình muốn chiếc xe nó chạy khuất sau cái cây á thì mình sẽ đặt một cái keyframe thứ hai thôi. Thí dụ mình đến cái vị trí này đi, mình muốn nó là chạy từ đây chạy qua đây. Đó, thì mình kéo chiếc xe nó qua đây. Nha, tới đây, khuất luôn. Đó. Thì nó sẽ có cái keyframe thứ hai ha. Đó. Rồi, bây giờ bạn play thử nè. Thấy chưa? Đó, nó đơn giản vậy thôi. Đây, chúng ta sẽ play. Mình sẽ mở cái màn hình nó to lên cho bạn dễ thấy. Đây. Đó. Thì chiếc xe tải nó sẽ chạy từ phải sang trái thôi, mà nó chạy đến đây thì nó khuất sau cái cây này. Đó là cách làm của chúng ta ha. Thì các bước còn lại á, hoặc là các hình ảnh còn lại á, bạn cũng làm tương tự như vậy thôi. Ví dụ như là ở cái hình ảnh mà có cái chiếc tàu hỏa này đi, thì bạn tách, bạn xóa cái chiếc tàu hỏa này ra trước, sau đó bạn tách cái hình tàu hỏa ra nè và cái hình tòa nhà này ra, tại vì tàu hỏa nó chạy xong rồi nó phải đi khuất sau tòa nhà chứ, đúng không? Thì mình sẽ tách hai thành phần này ra, mình cũng làm tương tự giống như cái hình của xe tải hồi nãy. Còn cái hình chiếc xe máy này thì còn đơn giản hơn nữa. Chiếc xe máy này thì chỉ có một thành phần duy nhất thôi, tức là bạn chỉ cần tách cái chiếc xe máy này ra, bạn cho muốn cho nó chạy từ đâu đó thì từ đây nó chạy qua đây ha, là như vậy là kết thúc, là cho nó sẽ chạy qua thì nó sẽ tạo cái chuyển động thôi. Nhưng mà trong đây nó bị một cái nhược điểm á, là cái hình của cái chiếc bánh xe này, bạn nhìn nè, ở đây là mình đang cho chuyển động cả cái hình của cái chiếc xe cộng với cái bóng của nó luôn, nên gần như cái bánh xe nó không có xoay được. Đó, cái bánh xe nó sẽ không xoay được ha. Rồi ok ha. Rồi ví dụ như các bạn mà muốn tạo cái hình này cho nó lặp đi lặp lại á thì rất là dễ dàng thôi. Bây giờ chọn cả ba cái layer này nè. Ha. Sau đó chuột phải chọn vào gì? Compound, Ray Compound Lip ha. Thì nó sẽ mệt ba cái layer này lại thành một cái layer duy nhất thôi. Mình tạm gọi là layer đi ha. Thì nó sẽ mệt lại thành một cái clip duy nhất thôi. Và bạn muốn duplicate ra bao nhiêu lần thì bạn cứ Ctrl C đây nè, Ctrl V ra thôi. Đó, kéo nó ra. Đấy. Đấy.
Đó. Ví dụ như thế này, ba clip đi mà mình kéo xuống dưới đây đi, rồi thì bạn chạy, mình sẽ cho nó chạy thử nè. Cái này tại vì mình cho chiếc xe nó chạy hơi bị ngắn, tức là nó chạy ở giữa như thế này thì nó hơi ngắn. Nếu như các bạn mà muốn làm cho nó đẹp thì đây mình Ctrl Z lại ha. Đây. Thì cái keyframe đầu tiên á, keyframe đầu tiên bạn sửa lại. Đây, nhấp vào cái keyframe đầu tiên nè. Mình sẽ không để đây mà có thể chọn nó múc ở trên đây luôn. Đó. Nhưng mà nếu như vậy thì bạn nên xóa bỏ cái phần sợi dây điện này đi thì nhìn nó sẽ hợp lý hơn ha. Nó như thế này. Nó sẽ chạy từ múc bên đây, nó chạy qua đây luôn. Đó, thấy chưa? Rồi, sau đó mình ray compound clip nè ha, thì nó sẽ mượt lại chung. Rồi pass ra thôi. Pass ra. Đấy. Chạy thử nè. Đó. thì chiếc xe nó sẽ chạy liên tục và nó sẽ không có kết thúc luôn. Thì bên đây bạn thí dụ như bạn muốn cái clip của bạn 30 phút hay là 40 phút gì đó thì bạn cứ copy cái này và bạn pass ra thì nó sẽ chạy theo ý muốn mà thôi. Khi mà mình tạo này xong thì mình tìm một cái bài nhạc đó. Bài nhạc rồi đấy để mình chèn vào thì cho nó hay hay thôi. Ví dụ như mình lên cái trang Beatsabay đi. Đó. Hoặc là những cái trang nào đó về nhạc thì các bạn có thể tìm được rất là nhiều chỗ. Đây thì mình không có chỉ cái đó tại đó quá đơn giản rồi. Ví dụ mình chọn một cái bài lo-fi music gì đấy ha. Đấy. Goodnight chẳng hạn đấy. Hoặc là Once in Paris ha. Mình chọn, giả sử như mình chọn bài này đi, download về đưa vào là xong. Đấy, mình đưa bài nhạc lại vào ha. Rồi, hết sức đơn giản. Đó là cái hướng dẫn về tạo cái clip mà về hình animation cho một cái nhân vật ở trong một cái hình ảnh. Thì từ đây bạn có thể suy nghĩ, bạn có thể làm thêm nhiều cái dạng hình ảnh khác hoặc là nhiều cái dạng video khác để bạn có thể xây kênh cho các bạn. Công cụ thì không thiếu, chỉ là chủ yếu là các bạn có làm hay không. Và nhân tiện thì mình cũng có khóa về e-learning, về AI để mà tập hợp các công cụ để các bạn có thể làm những cái video kiểu như thế này hoặc là nhiều cái video khác nữa. Đây chỉ là một trong những cái dạng mà video chúng ta có thể làm thôi. Thì mình cũng có khóa e-learning đó và khóa này sẽ ra mắt vào ngày 16 tháng 6 2024. Những cái video các bạn có thể dùng để mà xây kênh, để bán hàng hoặc là dùng để làm tiếp thị liên kết hoặc là xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc là làm công cụ giảng dạy. Nói chung là rất là nhiều cái ứng dụng trong AI để mà bạn có thể sử dụng được. Thì nội dung khóa này như thế nào á, mình đều có để ở dưới cái video ha, mình xem cái video dưới ha. Và hiện tại thì khóa này mình cũng đang cho reorder trước với mức giá cực kỳ là tốt luôn và chỉ áp dụng cho 99 suất đầu tiên thôi. Nếu mà các bạn quan tâm có thể đăng ký reorder trước ha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Tuấn.